Namaskar, chào mừng các bạn. Thưa các bạn, chắc các bạn đã nghe hoặc là biết tới cái bộ môn kinh dịch. Và trong kinh dịch thì có những cái kiến thức rất là cơ bản về các cái học thuyết, ví dụ là thuyết âm dương, thuyết ngũ hành và bát quái, vân vân. Trong một thời gian dài thì các bậc tiền nhân cũng đã để lại cho chúng ta những cái tri thức hết sức là quý báu và những cái mối liên hệ giữa cái học thuyết âm dương ngũ hành với ngũ cung và thập nhị luật thì nó được hình thành lên trong quá trình phát triển của âm nhạc. Và chúng ta đã biết cái bộ môn kinh dịch nó là của tộc Bách Việt. Đấy, Bách Việt tức là 100 họ, và trong đó thì có dân tộc của Trung Hoa, có dân tộc của Việt Nam. Như vậy là kinh dịch nó là một cái tri thức chung của Bách Việt và trong đó có của Việt Nam, của người Việt Nam. Nó kết tụ lại qua nhiều năm. Thế và cái học thuyết về âm dương ngũ hành bát quái trong kinh dịch đấy thì nó cũng có một cái mối liên hệ rất là khăng khít ở trong đời sống, ứng dụng rất là nhiều những cái việc khác nhau trong đời sống và đặc biệt là trong âm nhạc. Và những học thuyết trong kinh dịch thì nó cũng có một cái sự gắn bó tới ngũ cung ở trong âm nhạc, rồi là thập nhị luật ở trong âm nhạc, tức là 12 cung đấy, rồi là có ứng dụng ở trong đông y và tới lục phủ ngũ tạng của con người, tức là nó có những cái ảnh hưởng rất là cụ thể ở trong cuộc sống. Trong một cái quá trình nghiên cứu ở rất nhiều những cái nguồn tư liệu khác nhau thì tôi cũng thấy được là cái sự hình thành của cái hệ ngũ cung mà nó rất là phong phú, và sự hình thành của ngũ cung Trung Hoa và Việt Nam nó có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Hôm nay thì Tiến Mạnh xin giới thiệu với các bạn về cái sự hình thành của ngũ cung và sự khác biệt của ngũ cung Trung Hoa với ngũ cung Việt Nam. Như các bạn đã biết thì âm nhạc nó bắt nguồn từ cái cuộc sống lao động thực tế của con người. Trong quá trình chống chọi với thiên tai, với thú dữ, rồi là giặc ngoại xâm vân vân thì đã hình thành nên những cái nét văn hóa bản địa của mỗi vùng khác nhau, và họ có những cái tín ngưỡng tôn giáo và những cái nét sinh hoạt thường ngày khác nhau. Và các cái làn điệu dân ca dân nhạc ấy thì nó được sản sinh ra trong cái quá trình sinh hoạt như vậy, và mỗi vùng miền thì nó tạo ra những cái bản hóa âm miên viễn và những rất là khác biệt, và nó mang tính chất bản địa, mang màu sắc dân gian khác nhau, nó thể hiện cái tín ngưỡng, cái tôn giáo, cái nét sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Và nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc phương Tây thì cũng đã cho rằng những cái hệ thang âm ngũ cung ấy, nó đã ra đời từ thời tiền sử ở nhiều vùng ở trên thế giới. Chúng ta đã thấy trong nền âm nhạc dân gian nói chung thì đã xuất hiện các cái quãng 8 và quãng 5, những cái quãng đồng âm như vậy, nó tạo nên cái phần nào monotone trong cái đường tuyến giai điệu, nhưng nó lại mang lại một cái tính chất ổn định và nó vẫn có một cái ý nghĩa nào đó trong cái việc lặp đi lặp lại vòng quãng 8 hoặc vòng quãng 5. Và trên thực tế thì nhân tố vòng quãng 5 thì nó là một cái nền tảng rất là vững chắc để chúng ta thấy nó hình thành lên cái hệ ngũ cung. Và chúng ta có thể thấy với các cái nốt nhạc cách nhau quãng 5 thì nó tạo thành một cái chuỗi như sau. Ví dụ nếu như chúng ta xây dựng từ một nốt nhạc bắt đầu từ nốt pha và lấy nốt pha là hoàng trung thì xây dựng lên liên tiếp lên quãng 5 thì chúng ta sẽ có một cái dãy hàng 5 như sau. Ví dụ Tiến Mạnh có thể đánh ở trên đàn piano. Nếu như chúng ta bắt đầu từ nốt pha, pha là pha la đô thì lên một quãng 5 là pha đô này. Và đấy. Và tiếp từ nốt đô lên một quãng 5 nữa thì đô son, và tiếp tục son lên một quãng 5 nữa là son re, và tiếp tục lên một quãng 5 nữa là re. Và tiếp tục lên một quãng 5 nữa là đô mi. Thế thì những cái nốt mà cao như vậy, những cái nốt ở trên cao ấy thì họ lại hạ thấp xuống một quãng 8 theo một chu kỳ như vậy. Những cái nốt ở trên cao họ hạ xuống một quãng 8 để lấy những cái hàng âm ở các nốt gần nhau, thì tất cả những cái việc mà từ fa la do này, do mi son son si re để fa la và do mi son si, thì những cái nốt ở trên cao ấy họ hạ xuống một quãng 8 thì chúng ta sẽ có một cái hàng âm là đấy. Như vậy là hình thành lên một cái vòng quãng 5, và chúng ta có 5 âm là phà son la do re. Ví dụ cũng với ví dụ đó, nếu như chúng ta xây dựng từ nốt đô và lấy nốt đô là hoàng trung thì chúng ta cũng sẽ có một cái dãy âm là son la. Đấy là cái hàng âm của ngũ cung. Như vậy là cái chu kỳ phát triển liên tiếp lần lượt của một nốt nhạc theo vòng quãng 5 thì nó tạo ra một cái quy luật và trở thành hệ ngũ cung. Và cái vòng cuối đấy thì nó trở về cái điểm xuất phát ban đầu,
thì lại quay về nốt pha ban đầu. Như vậy chúng ta có một cái hàng âm là pha sol la do re, với tất cả các nốt khác cũng vậy. Bởi vì trên thực tế là ngũ cung có thể xây dựng từ bất cứ một nốt nhạc nào, nhưng theo một cái quy luật quãng. Thế và người Trung Hoa gọi cái hàng âm đó là cung thương dốc chủy ngũ. Và cái hệ ngũ cung này thì nó cũng có một cái sự khác biệt so với hệ ngũ cung của Việt Nam. Và ở người Việt Nam thì gọi theo đường Bắc là hò sự sang xê cống. Cái hệ ngũ cung của Trung Hoa thì được xây dựng theo là khoảng hai trường, ba thứ và hai trường. Nốt nhạc đứng đầu ở trong hệ ngũ cung của Trung Hoa thì nó gọi là âm Hoàng Trung, và nó được xây dựng theo một cái quy luật như sau là khoảng hai trường, ba thứ và hai trường. Ví dụ, phà đến son là hai trường, son đến la là hai trường, và đến đô là ba thứ, đô, re là hai trường. Đấy, có nghĩa là phà sol la do re theo một cái hệ như vậy. Nếu như xây dựng từ nốt đô thì chúng ta sẽ có một hàng âm là đô, re, mi, sol, la. Thế tức là theo một cái quy luật của ngũ cung Trung Hoa là hai trường, ba thứ, hai trường thì nốt đô, re là hai trường này, re, mi là hai trường này, mi, sol là quãng ba thứ này, sol, la là quãng hai trường. Đấy, nó hình thành lên, trong đó đứng đầu là âm Hoàng Trung. Thì theo quy luật của Trung Hoa thì từ đó chúng ta có thấy được một cái chuỗi âm khi mà thay đổi các cái vị trí đứng đầu như sau. Nếu như mà xây dựng từ nốt pha thì cho đó chúng ta có là phà, son, la, đô, rê, đó là thanh cung. Thế và tiếp tục là từ son, la, đô, rê, pha thì gọi là thanh thương. Gọi là thanh dốc thì là la, đô, rê, pha, son. Và thanh chủy thì là đô, rê, pha, son, la. Thanh vũ thì gọi là về pha, son, la, đô. Tức là nó đảo vị trí nhưng mà theo thứ tự lần lượt các cái nốt được đứng đầu và nó đi tiếp theo cái vòng đấy thì nó sẽ được gọi là thanh cung, thanh thương, thanh dốc, thanh chủy, thanh vũ trong một cái hệ thống của ngũ cung là dốc chủy cung thương vũ hoặc là cung thương dốc chủy vũ. Cái việc này thì nó cũng không hề phức tạp đâu thưa các bạn, nó chỉ là đảo các cái vị trí đứng đầu thôi. Trên thực tế thì ở Việt Nam cũng có một hệ ngũ cung riêng và cũng dựa trên những cái quy luật, nó cũng gần như là có những cái nét cơ bản tương tự giống như Trung Hoa. Nhưng ở Việt Nam có một sự khác biệt, đó chính là nó xuất phát từ cái quá trình lao động sinh sống của mỗi dân tộc bản địa của Việt Nam và đã hình thành nên những cái làn điệu dân ca dân nhạc cũng hết sức là phong phú về các cái làn điệu như dân ca hò về của Việt Nam. Và hay nói một cách khác là Việt Nam có một hệ thống ca ngũ cung rất là riêng biệt, nó khác biệt hẳn so với Trung Hoa. Cái sự khác biệt của ngũ cung Việt Nam so với ngũ cung Trung Hoa nó chính là cái âm thanh thứ ba của ngũ cung. Nếu như xây dựng cái hệ ngũ cung của Trung Hoa bắt đầu từ nốt đồ thì ngũ cung Trung Hoa sẽ có là đồ, rê, mi, son, la. Đấy. Với hệ ngũ cung của Việt Nam thì nó không phải là nốt mi mà nó là nốt pha, tức là đồ, rê, pha, son, la. Được gọi là họ sự sang xê cống. Đấy là sự khác biệt giữa ngũ cung của Việt Nam với ngũ cung Trung Hoa. Và cũng từ cái hệ ngũ cung của Việt Nam thì nó hình thành nên rất nhiều những cái làn điệu ngũ cung khác. Ví dụ như là điệu Bắc, điệu Nam Xuân, rồi điệu Hò Ba, rồi điệu Nam Ai, rồi những cái ngũ cung của Tây Nguyên. Nó rất nhiều màu sắc khác nhau về mặt ngũ cung. Và Tiến Mạnh xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với vlog âm nhạc hôm nay. Namaskar. Xin chào tạm biệt các bạn.